Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chỉnh sửa hình ảnh và thêm chữ cho hình ảnh trên điện thoại một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Bởi vì trên điện thoại bây giờ có rất nhiều phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, nhưng một số phần mềm thì rất là khó chỉnh sửa hoặc một số phần mềm thì lại có phí. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ba cái phần mềm hữu dụng nhất để chỉnh sửa cái hình ảnh trên điện thoại. Đó là phần mềm các bạn nhìn thấy trên màn hình đây, phần mềm Snapseed, Photo và Beauty Plus. Thì đâu các phần mềm này các bạn vào App Store hoặc nếu trên điện thoại Android thì các bạn vào phần CH Play và các bạn vào tìm kiếm. Đó, phần mềm đầu tiên các bạn ghi là Snapseed. Snapseed đây. Đó, xong tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh Snapseed có cái lá màu xanh đây thì bởi vì mình tải về rồi nó còn thì mình chỉ cần ấn chữ mở thôi ok đó thì tiếp theo là đến phần mềm photo photo các bạn cũng làm tương tự photo đó các bạn nhìn thấy cái chữ p và có cái dấu bút này Đấy. và phần mềm thứ ba đó là phần mềm beauty plus phần mềm này chắc khá nhiều người biết bởi vì các bạn nữ rất hay chỉnh sửa hình ảnh bằng Beauty Plus. Beauty Plus nó. Đây các bạn nhìn thấy phần này, phần chỉnh sửa hình ảnh Beauty Plus đây đúng không ạ? Đó chúng ta tải ba phần mềm về. Bởi vì đây mình đã tải ba phần mềm về rồi cho nên mình không tải lại nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn sử dụng từng phần mềm một như sau. Đầu tiên là sử dụng phần mềm Beauty Plus phần mềm Beauty Plus. Phần mềm Beauty Plus này thì có rất là nhiều tính năng. Và thông thường thì họ phần mềm Beauty Plus này sẽ cho bạn chỉnh sửa 10 ảnh. 10 ảnh đầu tiên. 10 ảnh đầu tiên. Thế thì hết 10 ảnh đấy thì mình làm thế nào? Thì Beauty Plus bắt mình trả phí. Và mình có một cách hướng dẫn các bạn mà các bạn dùng không phải trả phí. Đó là khi các bạn dùng hết 10 lần tải hình ảnh về trong phần 10 lần chỉnh sửa. Thì các bạn sẽ xóa cái phần mềm. Bạn sẽ xóa cái phần mềm này đi xóa ứng dụng này đi. Và các bạn tải lại thì các bạn lại được sử dụng 10 lần miễn phí. Vậy là chúng ta luôn luôn được sử dụng phần mềm Beauty Plus một cách miễn phí. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa phần mềm Beauty Plus rất đơn giản thôi. Vào chỉnh sửa hình ảnh. Đó, các bạn ví dụ như cái hình ảnh này là mình chưa chỉnh sửa, mình sẽ chọn chỉnh sửa hình ảnh. Ở đây thì có rất nhiều chế độ. Có rất nhiều chế độ chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều chế độ ví dụ như là chế độ HD này đó chế độ HD này sẽ chỉnh sửa này đấy các bạn có thấy không nhỉ đây các bạn có thể tăng cái độ HD lên thì thường là cái chế độ HD này để cho hình sửa hình ảnh chân dung bởi vì sao mà mình không chụp luôn bằng cái phần mềm này phần mềm này chụp cũng được đó, chụp trực tiếp luôn nhưng mà mình thông thường mình hay sử dụng chỉnh sửa ở trong này khi mình đã chụp bên ngoài bởi vì sao bởi vì mình sẽ điều chỉnh được cái cường độ thay đổi của bức ảnh nhiều hay ít. Còn nếu bạn chụp thì tự động phần mềm đã chỉnh sửa rất là nhiều rồi và trông bức ảnh rất là ảo. À, chế độ thứ hai là chế độ làm mịn. đó, làm mịn này, các bạn nhìn thấy không? rất dễ để chỉnh sửa. thứ ba là màu da. chúng ta có thể chọn màu da của chúng ta. đấy, màu da chúng ta màu gì? các bạn muốn trắng hay là các bạn muốn màu da đậm hơn? Ờ, ở đây chỉnh sửa rất là dễ thôi. Đây là chỉnh ánh sáng này. Đấy, di chuyển nguồn sáng. Xem là mình mình để nguồn sáng ở chỗ nào. Oh, mặt này. Tiếp theo, ở đây rất là nhiều cái chức năng. Và các bạn dùng cái phần mềm này rất đơn giản. Ví dụ như là chỉnh sửa uh, thon gọn này. Thì cái chúng ta có thể chọn vào một chỗ. Và... Đấy thì chúng ta chỉnh sửa cái phần này thì ở mỗi cái phần mỗi cái phần mỗi cái công dụng của nó các bạn chỉ cần vào các bạn chỉ cần thử một hai cái lần là các bạn biết cách sử dụng thôi rất đơn giản ở dưới thì nó có uh, son môi này các bạn nhìn thấy ở dưới này so, cái hình son này còn bên cạnh đó là các cái cái nền cái nền cái hình nền thay đổi đó cái background và thay đổi ảnh của mình luôn Đấy, thì rất là dễ sau khi xong rồi thì các bạn ấn cái nút tải ở trên cùng này các bạn nhìn thấy nút tải trên cùng màu đỏ không ạ ví dụ đây mình chỉnh cái này mình chỉnh này đây cái phần mềm này mình đã sử dụng miễn phí 9 lần rồi vậy thì còn một lần nữa thôi ví dụ đây ok đó và mình vừa chọn là chế độ HD hoặc là mình chọn chế độ sửa nhanh thì kích vào đây nó sẽ sửa nhanh và sửa tự động hết cho mình đấy xong bây giờ ví dụ bây giờ mình tải xuống đã lưu lại vậy là xong xong một cái hình ảnh ở cái phần mềm đấy thì mỗi phần mềm nó có một cái chức năng khác nhau nó sẽ có thế mạnh khác nhau vì sao mình phải cần dùng 3 phần mềm bởi vì một số cái cái phần mềm kia không thể sử dụng nhanh và dễ dàng được tiếp theo cái phần thứ hai là cái phần mình sử dụng cái phần mềm Snapseed Snapseed bây giờ mình chọn cái ảnh mình vừa chỉnh sửa đây Thế tại sao mình lại phải dùng Snapseed mà mình không sử dụng cái phần mềm Beauty Plus bởi vì các lý do sau đây. Phần mềm Snapseed có những công dụng mà phần mềm Beauty Plus không thể có được. Ví dụ như làm mờ ống kính. Đó, làm mờ ống kính thường chúng ta chụp ảnh chân dung của chúng ta chúng ta muốn làm mờ những thứ đằng sau và muốn rõ nguyên mặt mình thôi. Các bạn vào chỉ vào đây và các bạn có thể co lại. Các bạn lấy hai ngón tay các bạn co lại theo cái ý muốn của mình. Đó, có thể co dài lên hoặc co ngắn đi. Đấy. Thì các bạn co lại hoặc là để dài lên. Thì các bạn nhìn thấy đây thì sau đó thì cái phần mềm cái hình ảnh của mình nó đã mờ tất cả những cái xung quanh và chỉ còn cái khuôn mặt mình rõ nét thôi. Đấy. Còn rất là nhiều công dụng nữa, các bạn muốn chỉnh sửa phần ví dụ như là phần văn bản. Văn bản ở đây thì nó sẽ khác văn bản ở cái phần mềm lúc sau. Văn bản ở đây thì nó sẽ có sẵn các cái dạng này rồi. Ví dụ như các bạn chọn vào văn bản và các bạn chọn style này. Đó, style này các bạn đánh các bạn để nơi các bạn muốn và các bạn chỉ cần đánh cái chữ vào đây thôi thì nó sẽ ra cái định dạng này luôn và mình không phải thiết kế cái bên ngoài nữa bởi vì nó là tự động. Tiếp theo đó là cái chức năng uh, cắt này cắt hình ảnh thì hầu như là cái phần mềm nào cũng cắt được. ở đây còn rất là nhiều tính năng nữa uh, ví dụ như là phần uh, chân dung này đó chuyên cho ảnh chân dung thì cái bạn chỉ cần kích vào đấy thôi nếu mà là ảnh chân dung của bạn thì uh, nó sẽ có chế độ tự động làm sao cho cái chân dung của bạn nổi bật lên nổi bật lên đó thì ở đây cái phần mềm này thường là ví dụ như vào một công cụ ví dụ như ảnh chân dung nhá mình sẽ giữ hướng dẫn sử dụng các bạn một công cụ các bạn chỉ cần kéo tay sang bên ngang này sang bên trái này các bạn thấy cái số nó giảm đi không kéo tay sang bên phải thì cái số nó tăng lên để cái sự chỉnh của mình nhiều hay ít Đấy. Ở đây kéo tay lên và kéo tay xuống. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ có các chức năng. Ví dụ như đây. Làm miễn da. Đấy các bạn kéo xuống làm miễn da đang ở phần 50 cộng này. Thì mình có thể chọn làm miễn nhiều hay làm miễn ít này. Đấy. À, tiếp theo. Các bạn lại kéo xuống. Ví dụ đây là làm rõ mắt này. Các bạn muốn làm rõ mắt nhiều hay rõ mắt ít này. Đấy. Rõ mắt nhiều hay rõ mắt ít này. Rất tiện dụng. Uh, tiếp theo các bạn lại giữ vào màn hình các bạn vào kéo xuống làm nổi bật khuôn mặt thì các bạn chỉ cần kéo sang trái hoặc kéo sang phải thôi cái phần mềm này miễn phí nhưng mà chỉnh sửa rất là hữu dụng và rất là dễ dùng Đấy các bạn chỉ cần kéo sang trái kéo sang phải này thôi để các bạn chỉnh đấy xong xong rồi thì các bạn nhìn thấy cái chữ v ở dưới cùng bên phải này đó và còn rất nhiều công dụng khác các bạn có thể vào đây thử phần mềm này rất dễ chỉnh sửa các bạn chỉ có mấy cái thao tác mấy cái thao tác chính thôi ví dụ như nằm mờ nét ảnh này thì các bạn cứ giữ cái phần tay vào giữa này các bạn kéo sang trái hoặc kéo sang phải thì nó sẽ chỉnh sửa theo ý chúng ta muốn Đấy, theo ý chúng ta muốn hoặc những phần mềm nó có nhiều chức năng thì bạn những cái phần nó có nhiều chức năng bạn kéo tay lên và kéo tay xuống giữ vào màn hình và kéo tay lên và kéo tay xuống thì nó sẽ ra những cái chức năng bạn chọn đấy sáng bên trong hoặc sáng bên ngoài đó chỉ đó là các tức, chức năng của cái phần mềm này và sau đó các bạn chỉ xuất thôi và đặc biệt cái snapseed này là phần mềm của google phát triển và nó hoàn toàn miễn phí các bạn không phải tải đi tải lại như cái beauty plus cái này hoàn toàn miễn phí rồi các bạn ấn từ xuất ra đó xong thì các bạn chọn lưu lưu đấy xong ở đây nó sẽ thông báo là cho phép snapseed sửa đổi ảnh này mình kích vào sửa đổi là xong đó. bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hình ảnh mà mình vừa sửa được đây các bạn có thấy không ạ ở đây cái khuôn mặt mình nó đã sáng hơn và nền sau nó đã mờ hơn đấy nó sẽ rõ nét hơn so với cái ảnh gốc này đấy các bạn nhìn thấy không ạ đây các bạn nhìn thấy nó khác nhau chưa thế thì tiếp theo là cái phần mềm thứ ba phần mềm thứ ba là cái phần mềm photo phần mềm phun tô này để làm gì cái phần mềm phun tô này tại sao lại không sử dụng cái phần text trong cái phần mềm kia bởi vì cái phần mềm phun tô này nó tối ưu cho cái việc mà mình in chữ đây để mình thử cho các bạn các bạn kích vào cái hình camera này các bạn có thể chọn camera từ album hoặc là từ máy ảnh thì mình sẽ chọn camera từ đây các bạn nhìn thấy đây bây giờ mình cái phần filter này khi các bạn chọn nó sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn này các bạn có thể lựa chọn này đó. ví dụ các bạn không muốn thay đổi đây các thay đổi của nó nếu các bạn muốn giữ nguyên thì các bạn chọn vào đây và các bạn chọn đăng ở trên này sau khi chọn đăng rồi bây giờ là cái phần mềm thêm chữ thêm chữ thì chúng ta kích vào bất kỳ cái điểm nào trên ảnh rất là dễ thôi đấy và nó sẽ có cái chữ add text này và chúng ta bắt đầu viết ví dụ như là mình là mình viết là à, mùa đông mùa đông, mùa đông là mùa của chuẩn bị. Dan, Đó, các bạn thấy cái chữ mình viết không nhỉ? À, cái phần mềm này khác với phần mềm khác cái gì? Đó là nó tối ưu chuyên về thêm chữ. Sau khi các bạn viết rồi, các bạn kích vào cái chữ text này, đấy ở text này có phông này, kiểu phông là gì này? Rất là nhiều kiểu phông cho chúng ta chọn rất là tối ưu cho việc insert chữ. Rồi, cái phần thứ hai là present này, kích vào đây, tức là mình để ngày tháng nào, Đấy. ví dụ mình để đây, ngày tháng này. Nếu các bạn không thích thì thôi, các bạn không thích thì các bạn xóa đi. Đó, xong rồi symbol là các cái ký tự để các bạn thêm vào. Ví dụ như là đây, mình sẽ cho cái bông tuyết này vào. Đó. Tiếp theo là mình ấn đăng đó là cái phần text thì cái phần ở dưới chữ text này là chữ dai này để mình chỉnh sửa cái kích thước của chữ đó mình chỉnh sửa kích thước của chữ rất là dễ dàng đó tiếp theo cái phần uh, mu này là để mình mu này để mình di chuyển ok không có vấn đề gì di chuyển thì mình kích vào rồi cái phần quan trọng ở đây là cái phần style này các bạn nhìn thấy phần style này đó style này thì đầu tiên text này nó đang ở text tức là chọn màu chữ, các bạn có thể chọn màu chữ, chọn màu chữ. đấy, ví dụ mình chọn màu chữ màu vàng. stroke là cái phần mà làm viền cho màu chữ nhé, làm viền cho chữ, đấy, làm các cái hiệu ứng cho chữ này. các bạn nhìn thấy không? đó, các hiệu ứng cho chữ này các bạn chỉ cần kích vào đây thôi. Tiếp theo là các bạn chọn cái phần background background tức là bởi vì hình ảnh nếu mà những cái ảnh nó nền nó giống màu chữ ấy, thì nó sẽ không nổi và mình sẽ chọn một cái background cho nó nổi cái chữ của mình nên ví dụ mình chọn như đây đó xong các bạn có thể chỉnh các cái màu thông số ở dưới này được nhé đăng đó thì ví dụ như cái mình muốn xuống dòng thì làm thế nào mình chọn vào text này à, mình kích vào đây mình nhập để cho nó xuống dòng đó đăng đấy ví dụ mình muốn căn chữ đều sang hai bên thì mình làm thế nào đây bạn thấy cái chữ a cái chữ Allison đúng không nhỉ left này đấy center này right này left này center này đan đó chữ nó sẽ vào giữa rồi và bạn để chỗ nào bạn muốn ví dụ mình để ở đây mùa đông là mùa của chuẩn bị đó vậy là xong add xong chữ thì ở dưới cùng bên phải có chữ xuất này đó và các bạn chọn save image này ok Vậy. Vậy là đã xong Vậy là đã xong Đây mình cho các bạn xem hình ảnh vừa xuất Đó Mùa đông là mùa quả chuẩn bị Các bạn có thấy mà insert chữ bằng cái phần mềm này nó sẽ rất là nổi đúng không nhỉ Các bạn có thể insert chữ bằng uh, Các phần mềm khác Nhưng nó khó chỉnh sửa và để nổi chữ Nên nó sẽ không bằng phần mềm này Và mình thấy là phần mềm này dùng để Thêm chữ rất là tiện Đó thì mình giới thiệu qua cái phần mềm này nếu các bạn có câu hỏi gì thêm thì hãy comment xuống bên dưới hoặc nhắn tin cho mình mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từng phần một. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.